với chủ đề Hà Nội tinh hoa nghề truyền thống, mô phỏng không gian làng nghề truyền thống mang đậm dấu ấn văn hóa đặc trưng của Hà Nội được lưu giữ cho tới ngày nay. Liên hoan du lịch làng nghề được ban tổ chức kỳ vọng sẽ là hoạt động văn hóa, du lịch, góp phần giới thiệu, bảo tồn, tôn vinh và phát triển nghề thủ công truyền thống gắn với du lịch của thành phố Hà Nội, các tỉnh, thành phố trong cả nước. Không gian liên hoan bao gồm các khu vực chính, khu gian làng nghề sẽ tái hiện không gian làng lụa Vạn Phúc và gốm Bát Tràng. Khu thao diễn tay nghề được chia làm 7 khu với sự tham gia của các nghệ nhân đến từ 7 làng nghề tiêu biểu. Khu triển lãm ảnh và tư liệu các làng nghề truyền thống. Khu không gian nghệ thuật sắp đặt từ các sản phẩm làng nghề, phố nghề. Liên hoan du lịch làng nghề truyền thống Hà Nội Việt Nam năm 2016 sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10 tại Hoàng Thành, Thăng Long, Hà Nội.